cơm chiên chay, dương châu chay này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm để ăn, nó cũng là một món ăn hàng ngày trong gia đình. Có khi mình muốn thay đổi khẩu vị trong ngày chay thì mình sẽ chiên lên cho cả gia đình ăn. Hay hoặc là có đám tiệc gì, đám giỗ gì mình cũng chiên cho khách ăn cũng được. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chế biến. Cho chảo dầu nóng, cho hành với tỏi vô đảo đều. Cho một ít bột cà ri, ít thôi nha các bạn, không cần nhiều. Có lẽ món ăn này mình để bột cà ri nó cũng giống như là cơm chiên Ấn Độ vậy đó. Một ít bột nghệ, ít thôi. Vì trong nghệ này nó cũng có dinh dưỡng cho người ăn chay luôn, tốt cho sức khỏe cho cả mọi người luôn. Mình phi cho tỏi, hành với lại cà ri, bột nghệ nó vàng lên. Thành phần cơm chiên của mình hôm nay gồm có chả nấm bào ngư, bắp hạt mình lãi ra, đậu que mình xắt hạt lựu, cà rốt mình cũng xắt hạt lựu. Đây là những thành phần để mình làm cơm chiên. Rồi tỏi nó đã vàng, mình cho nấm bào ngư vô, cho tất cả hỗn hợp vào. Nói chung là cho hết một lượt chưa. Đảo đều lên. Cái này đây. Bởi vì đây là món cơm chiên cho nên mình chỉ cần nêm hạt nêm thôi, mình không cần nêm đường như gì hết. Rất tiêu vào. Phần cuối cùng là thành phần của cơm. Mình lấy một ít cơm trắng, bởi vì ở đây mình có gạo nếp than cho nên mình sẽ để một ít cơm trắng và một ít gạo nếp than mình trộn chung với nhau để mình chiên. Nó ăn rất là lạ và hấp dẫn. Mình các bạn không có gạo nếp than thì các bạn có thể chiên cơm trắng không, nhưng mà ở đây thành phần mình có gạo nếp than cho nên mình cùng chiên chung luôn, làm cho món ăn cơm chay này hôm nay rất là hấp dẫn và đặc sản. Các bạn sẽ hiếm gặp ở đâu có. Mình chế biến rất là đơn giản, bởi vì là món ăn của gia đình hàng ngày cho nên không cầu kỳ, cũng không có rườm rà gì hết. Rồi như vậy là mình sẽ để bên trên bếp cho nó, mình xào đều và để cho cơm nó bị ráo lại, nó khô lại. Khi cơm chín mình gắp hành vô, vậy là xong. Không muốn cơm chiên rồi, để ta dập tiếp. Rồi như vậy là món cơm dương châu chay của mình đã hoàn thành. Mình sẽ cho ra đĩa và thưởng thức. Rất là ngon phải không các bạn? Trong thành phần cơm chiên dương chay châu này toàn là dinh dưỡng thôi, cho nên mình khuyến cáo các bạn nên ăn thường xuyên. Ở trong đây là có gạo nếp than nữa, nó cũng là một chất bổ dinh dưỡng cho cơ thể. Rồi đây là mâm cơm ăn của gia đình mình.